chào cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay tiếp tục em Hương sẽ chào cho cô chú anh chị mình một lô đất nằm trong đường cộng đồng Lộc Hậu nha cô chú anh chị, ở sát trục đường quốc lộ 50 luôn. Thì vị trí chính xác của mình á thì nằm trên con đường để em Hương cái nha, xe quá cô chú anh chị mình đây. Nằm trên con đường á là cộng đồng Lộc Hậu luôn nha cô chú anh chị. Đường của mình rộng tới tận 9 mét lận, xe hơi, xe tải có thể di chuyển thoải mái luôn nha. Vị trí là ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Ruột, tỉnh Long An nha cô chú anh chị. Với một cái diện tích là 125 m² luôn. Đó, với diện tích là 125 m² luôn. Về đây thì cô chú anh chị mình xây nhà ở rồi rất là thoải mái luôn ha. Đất của mình là đất thổ cư 100% nha cô chú anh chị. Nếu mà tính ra là đất này đó là chỉ có 13,6 thôi, 13.600.000 thôi. Nó rất là rẻ luôn cho cô chú anh chị mình, còn đầu tư rất là mềm luôn nha cô chú anh chị. Nó chỉ có là 13.600.000 thôi. Đó, 1 m² ha. Đất này về đầu tư rất là thoải mái luôn cô chú anh chị. Nó ngang là 5 m 7, dài tận tới 22 lận cô chú anh chị. Đó, em Hương đang quay cho cô chú anh chị mình xem. Đó, giờ này thì xe cũng hơi đông nên có gì đó thì cô chú anh chị mình thông cảm ha. Em Hương sẽ không đứng clip nữa mà chỉ quay nói cho cô chú anh chị mình xem cụ thể và chính xác hơn. Đó, như cô chú anh chị mình thấy nè, ngay cái cột này mình nói dài thẳng ra sau luôn, cái cột bằng sau bằng cái mí nhà mà đối diện luôn á cô chú anh chị. Nó là từ đó ra tới bằng cái nhà mí diện luôn, là diện tích của nó là ngang 5 m 7, dài 22. Đó, mặt tiền đường nhựa lên tới tận 9 mét lận nha cô chú anh chị. Và nhà của mình thì mình nằm mặt tiền đường nhựa thông hai hướng mà, thì bắt buộc mình phải chừa độ dớ rồi. Thì chừa độ dớ là nó sẽ bắt mình chừa tới tận 9 mét lận. Mình tính từ cái tim giữa của mình đi vô. Thì cái tim giữa nè cô chú anh chị, ngay cái tim giữa này. Đó, ngay cái tim giữa này nè. Đó, tay cái tim giữa này cô chú anh chị mình đi vô trong đó là 9 mét. Thì cái đường này á là nó đã hết 9 mét rồi, mặt tiền đường nhựa 9 mét rồi, mình tính vô đó thì mình vô tầm khoảng 5-6 mét thôi cô chú anh chị. Mình dính lộ giới coi như đó thôi. Đó, còn đất là đất sạch nha, đã test quy hoạch đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình rồi. Nên về đây ở thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Đó, đất này thì bên em Hương đã test hoạch hết luôn, với một cái tổng diện tích thổ cư luôn 125 m², về thay nhà ở rất là thoải mái nha cô chú anh chị. Đó, cái con đường này nè, con đường này nè, mình đâm thẳng ra luôn, là về đâm thẳng lên thì sẽ đụng một cái ngã ba. Mình quẹo qua bên tay trái mình thì về chợ Long Thượng, còn mình quẹo qua bên tay phải mình là sẽ về cầu Cần Ruột mới nha cô chú anh chị. Đó, và cái hướng bên đây thì cô chú anh chị mình có thể là, và cái hướng bên đây thì cô chú anh chị mình là ra đường 835. Mình quẹo qua bên tay trái mình chút xíu nữa thì sẽ về con đường là quốc lộ 50. Đó, đi các trung tâm, các quận huyện rất là thận tiện luôn nha cô chú anh chị. Đường rộng tới tận 9 mét lực, xe hơi, xe tải có thể di chuyển rất là thoải mái luôn. Đó, và cái lô đất của mình thì đã test quy hoạch sẵn hết cho cô chú anh chị mình rồi, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm luôn. Đất của mình là quy hoạch đất ở nha cô chú anh chị. Đó, với cái diện tích nè, mình là cột đây cho cô chú anh chị mình xem sơ một lần nữa thì em Hương sẽ kết thúc video tại đây nha. Thì như em Hương cũng đã nói rồi đó, thì bên em Hương có rất là nhiều nhà và đất luôn, giá cả hợp lý, cạnh tranh để gửi đến cho cô chú anh chị mình. Giá thì chính chủ đầu tư đưa ra luôn, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Và tổng của cái miếng đất này là giá của nó là 1 tỷ 7. Đó, 1 tỷ 7, sổ hồng riêng luôn nha cô chú anh chị. Xây nhà tự ro luôn. Đó, về ở rất là thoải mái, yên tâm luôn. Nhà của cái đất này á, thì là có hướng là hướng đông. Đó, cô chú anh chị nào đang tìm nhà hướng đông thì đừng có bỏ qua cái video này, liên hệ trực tiếp với em Hương nha. Ở đây á, thì điện nè, khắp sáng luôn. Buổi tối thì mình đi á, cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Kế bên mình nè, có cái điện nè cô chú anh chị. Nó rất sáng cho cái miếng đất của mình luôn. Về đây xây nhà ở thì cũng thoải mái lắm, sáng sủa lắm cô chú anh chị, rộng rãi thoáng mát ha. Còn nếu mà như mà đầu tư á, thì cái lô đất này nè cô chú anh chị mình đầu tư á, là em Hương bao lời luôn nha cô chú anh chị. Đó, mình bao lời luôn, tại vì giá ở đây chỉ còn có 13.600.000 1 m² à, là nói ra là đất nó còn rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Đó, mặt tiền đường nhựa nữa, mà diện tích tổng của cái lô đất này á, là 125 m² ha.
tính ra tiền mặt, tính ra tiền là nó 1 tỷ 7 nha cô chú anh chị. Đó, đầu tư thoải mái luôn nha cô chú anh chị mình ha. Và xem đến đây á, thì cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha. Và có gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hương. Em Hương sẽ tư vấn tận tình và chính xác hơn cô chú anh chị mình luôn. Sẽ gửi sổ sách thông tin qua cho cô chú anh chị. Cái lô đất này á, thì bên chủ đầu tư của em Hương cũng đã test hiệu hạch hết trơn rồi. Không có dính hiệu hạch gì đâu. Nên cô chú anh chị mình yên tâm. Ở đây là xe chạy rất là đông vui luôn. Về đây ở không sợ bị buồn ha. Và cô chú anh chị mình xem đến đây thì nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha. Giờ thì em Hương cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trên những video lần sau nhé. Em Hương xin chào.